Xin chào các bạn. Chúng ta lại gặp lại nhau trong bản đồ ăn số 10. Và ngày hôm nay hãy cùng với bản đồ ăn tìm hiểu để xem là thế giới đồ ăn xung quanh chúng ta đang biến đổi như thế nào và có những điều gì thú vị nhé. Bắt đầu thôi. Phải nói là Hà Nội đang trải qua những ngày mà cực kỳ lạnh luôn ý. Mỗi buổi sáng mình dậy thì đều cảm thấy rất là ngại. Và trong thời tiết lạnh như thế này thì chúng ta thích ăn gì nhất? Chắc chắn là những món lẩu rồi đúng không? Và ngày hôm nay thì bản đồ ăn sẽ mang đến cho các bạn một món lẩu khá lạ lẫm. Đó là món lẩu sữa. Món lẩu này thì đích thị được làm từ sữa luôn. Nhưng mà không phải là loại sữa bình thường đâu. Hãy cùng với bản đồ ăn ngày hôm nay khám phá một chút về cách làm của món lẩu, cũng như là có thể tìm được món lẩu này ở địa chỉ nào nhé. Nghe lạ lẫm nhưng thực chất nước cốt lẩu sữa chính là sữa đậu nành. Cũng như việc làm sữa đậu thông thường thì nếu muốn nước lẩu thêm thơm và nhiều dinh dưỡng thì khi nấu nước đậu chỉ cần cho thêm vài hạt lạc đã bóc vỏ, ít vừng đen vào nấu cùng. Rồi làm sao để từ nồi sữa đậu nành mà hô biến thành nước lẩu? Đơn giản là nêm thêm bột cá Honda Si mua ở trong siêu thị, nêm thêm muối và chút đường vào cho vừa khẩu vị, thế là xong. Đồ nhúng của lẩu sữa thường thì là thịt bò, thịt lợn, thịt gà hay là hải sản đều được. Kèm thêm rau, đồ viên làm sẵn và gói mì là bữa lẩu của bạn đã hoàn hảo rồi. Vì nước lẩu khá thanh đạm nên bạn dùng thêm nước sốt ớt tỏi chua cay để chấm cho đậm vị. Lẩu sữa thì không phải là món ăn quá mới mẻ với thực khách Hà Nội, nhưng địa chỉ ăn ngon thì không phải là ở đâu cũng có. Lẩu sữa anh em ở Phùng Hưng, lẩu sữa Vương ở Hà Đông hay lẩu sữa hấm ki ở Phan Chu Trinh là một số địa chỉ được nhiều người ghé tới. Còn các bạn thì sao? Đã ai nếm thử món ăn này chưa? Hãy chia sẻ cảm nhận với Hôm Nay Ăn Gì ở phía bên dưới nhé. Còn nếu chưa thì hãy theo dõi kênh Hôm Nay Ăn Gì để cập nhật video mới nhất của bọn mình về món lẩu này nha. Các bạn thân mến, bún ngăn nhàn thì đã là một cái tên cực kỳ quen thuộc với rất nhiều người dân thủ đô rồi. Và khoảng một thời gian ngắn trước thì quán bún này có một vụ lùm xùm nho nhỏ, và cũng không nhỏ lắm đâu, với việc là bà chủ quán bún đã có những lời lẽ không được đúng lắm với một bà cụ khi mà đến quán bún và muốn ăn một bát với giá mức giá là 30.000. Và với thời gian gần đây, rất gần đây thôi, chỉ khoảng độ ngày hôm qua hôm kia thì lại tiếp tục có một vụ lùm xùm nữa. Lần này thì không phải là với những người lớn tuổi mà là với những thực khách bình thường, khi mà một tài khoản Facebook đã chia sẻ bức xúc của mình với một lần đến ăn ở quán bún ngăn nhàn. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là lý do của những bức xúc ấy là gì nhé. Mới đây, một tài khoản Facebook đã đăng tải lên mạng xã hội bài viết bày tỏ sự bức xúc trước thái độ bán hàng của bà chủ quán bún ngăn nhàn và đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cư dân mạng không chỉ share lên Facebook cá nhân mà còn chia sẻ trong những hội nhóm chuyên về review đồ ăn, trong đó có cả Hôm Nay Ăn Gì, hội review đồ ăn đầy tâm. Theo bài chia sẻ thì vị khách này do đến lượt nhưng gọi đồ hơi chậm nên cô tiến lên có ý định xin lỗi. Tuy nhiên chưa kịp mở lời thì bị bà chủ quán bún ngăn nhàn mắng té tát, cho rằng ngu ngơ thì chờ ăn sau cùng, đợi mọi người gọi hết thì mới đến lượt được gọi. Không những thế, chủ quán bún ngan trước đó còn tỏ thái độ khó chịu bởi gia đình chị dẫn theo con nhỏ đi ăn. Đoạn chia sẻ trên mạng xã hội khá dài đã kể lại sự việc diễn ra ngày hôm đó. Sau khi được đăng tải thì đoạn chia sẻ này đã nhận được rất nhiều bình luận từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ bức xúc trước thái độ bán hàng thiếu tôn trọng khách của bà chủ quán bún ngan nhàn. Cuộc sống ai chẳng có nhiều ức chế, nhiều người còn khổ gấp trăm lần nhưng người ta vẫn lịch sự, nói chuyện tôn trọng người khác. Chứ đừng nói đây còn là bà chủ quán ăn, khách đông hay ít là do thái độ phục vụ. Người ta đi ăn mất tiền chứ có xin ai đâu. Quán này nổi tiếng bán hàng chảnh rồi, bây giờ mọi người tẩy chay không đến nữa xem chị chủ quán này bán buôn kiểu gì. Một tài khoản khác bình luận, bên cạnh đó một số người dù chưa hề đến ăn ở đây nhưng nghe danh bà chủ hay mắng chửi khách cũng bày tỏ sự ngán ngẩm, đồng thời cho rằng bản thân sẽ không bao giờ bước chân đến quán này. Thực sự thì mình cũng phải công nhận là bún ngan của quán chị Nhàn rất ngon, nhưng không thể vì thế mà được quyền mắng hay nặng lời với khách. Còn nếu bạn thì sao? Nếu là bạn thì bạn có tiếp tục quay lại quán ăn này nữa hay không? Và cuối cùng, ắt hẳn là những tín đồ ăn uống thì việc mà các bạn yêu thích nhất đó là có thể tìm ra được những địa chỉ, những quán ăn với những món ăn đặc sắc rồi đúng không? Tuy nhiên thì có một điều thích thú hơn cả là khi tìm được những địa chỉ quen thuộc, những món ăn mà mình ưa thích mà lại có mức giá khuyến mãi nữa thì tuyệt vời hơn nữa đúng không nào? Và ngày hôm nay, biết được tâm lý của các bạn thì mình đã quyết định phải tìm hiểu bằng được để có thể tìm ra được những địa chỉ mà đang có khuyến mãi match cho các bạn. Và với ngày hôm nay thì mình đã sử dụng ứng dụng iFi để có thể tìm được rất nhiều những địa chỉ như vậy. Hãy cùng mình điểm qua một số nhé. Đầu tiên là thương hiệu gà rán Loteria đang có chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 13 tháng 2 năm 2018. Cụ thể là khi mua một Bulgogi Burger hoặc là Shrimp Burger
Tức là mua một burger bò hoặc là một burger tôm thì bạn sẽ được tặng một miếng gà rán và được mua thêm một Pepsi size S với giá chỉ 5.000 đồng. Khuyến mại này thì được áp dụng tại tất cả các hệ thống Lotteria trên toàn quốc. Và tiếp theo thì tại The Pizza Company 142 Hạ Long, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đang có ưu đãi mua 1 tặng 1 khi đặt món qua hotline của hệ thống từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2 năm 2018. Và cuối cùng, chào đón khai trương trà sữa R&B ở Vạn Hạnh Mall giảm 30% tất cả các món trong menu và thời gian áp dụng thì là từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 5 tháng 2 năm 2018, tức là chỉ có khoảng 3 ngày thôi, các bạn chú ý nhé. Và vừa rồi thì cũng chỉ là một trong số rất nhiều những địa chỉ mà mình đã có thể tìm được qua ứng dụng iFi thôi. Các bạn nếu như còn muốn cập nhật nhiều hơn những địa chỉ nữa thì đừng quên theo dõi bản đồ ăn, hoặc không thì có thể tải ứng dụng về và tự tìm thử xem. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của bản đồ ăn. Đừng quên theo dõi và subscribe cho Hôm Nay Ăn Gì nhé. Bye bye!